Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa a? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu. Tập 25. Chương 241, đã ăn là ngon. Nhân lúc tiểu phú bà đang nhìn chằm chằm quá trình làm kem kỳ công, Giang Cần gọi điện thoại cho Ngụy Lan Lan, bảo cô gọi tất cả nhân viên của tổ thị trường đến, một nhóm 9 người ngồi ở trong quán trà sữa mở một cuộc họp nhỏ. Tổ thị trường do Ngụy Lan Lan quản lý mới được thành lập ở Đại học Khoa học Kỹ thuật. Trong khi tất cả các người cũ có kinh nghiệm đều ở bên chỗ Đàm Thanh, tổ thị trường này có những sinh viên nghèo do Giang Cần tuyển và những sinh viên bình thường do Ngụy Lan Lan tuyển. Nhìn qua đều là những gương mặt xa lạ. Ông chủ, mọi người đã đến đủ, Ngụy Lan Lan nói. Giang Cần gật đầu, mọi người ngồi đi, chúng ta chỉ mở một cuộc họp nhỏ, không nặng nề, đơn giản là làm quen với nhau thôi. Dù sao tôi cũng chưa biết rõ về mọi người. Có vài người gật đầu với vẻ mặt lo lắng. Thực ra chuyện này hơi kỳ lạ. Giang Cần hiện tại 18 tuổi, là sinh viên năm nhất, trong khi những người ở đây đa số đều là sinh viên năm 2 và năm 3, lớn tuổi hơn hắn. Nhưng khi đối mặt với Giang Cần, vài người cảm nhận được sự áp bức mơ hồ. Mọi người giới thiệu một vòng đi, bắt đầu từ Lai Tồn Khánh nhé. Giang Cần chỉ vào chàng trai do chủ nhiệm Hồ đích thân tuyển vào. Lai Tồn Khánh lập tức đứng lên, tên tôi là Lai Tồn Khánh, đang học năm 2 khoa máy tính. Không cần đứng lên nói, chỉ là nói chuyện phiếm thôi mà, không phải hội nghị chính thức đâu. Người tiếp theo, chào ông chủ, tên tôi là Trần Nhã Lệ. Ông chủ, tôi tên là Triệu Dĩnh Di, yêu thích khiêu vũ, ca hát. Hôm qua dưới sự giúp đỡ của chị Ngụy tôi đã đàm phán thành công một đơn hàng. Tôi tên là Vương Hạ. Sau một vòng tự giới thiệu, Giang Cần gật đầu, sau đó nghe bọn họ miêu tả tình hình nghiệp vụ hai ngày gần đây. Trường khoa học kỹ thuật là thị trường hoàn toàn mới, tính chủ động của các hộ kinh doanh tương đối mạnh. Nói trắng ra, bọn họ không cần chạy ra ngoài, chỉ cần chờ là có hộ kinh doanh tìm tới cửa làm quảng cáo. Tình huống như vậy so với bên Đàm Thanh là cách biệt một trời một vực. Ví dụ như Triệu Dĩnh Di yêu thích ca hát khiêu vũ, ngày đầu tiên gia nhập đoàn đội đã có đơn thành công. Một thỏa thuận quảng cáo 20.000 được ký kết, cô được nhận trực tiếp 200 tệ tiền thưởng trích phần trăm. Nhưng trên thực tế, việc lấy được đơn hàng này không liên quan nhiều đến năng lực của Triệu Dĩnh Di, mà là bởi vì bản thân hộ kinh doanh này đã rất muốn quảng cáo. Nhưng nhìn thấy Triệu Dĩnh Di có đơn, những người khác trong nhóm đều rất hưng phấn, cảm thấy có tương lai. Bất quá nếu muốn đặt nền móng cho Manti Group, Giang Cần vẫn hy vọng bọn họ chạy bên ngoài nhiều hơn mà không chỉ tiếp đãi những người dùng có khả năng quảng cáo. Mọi người đều biết phí quảng cáo diễn đàn cao, tiền hoa hồng thơm lừng. Nhưng vấn đề là khoa học kỹ thuật sớm muộn gì cũng là lâm đại tiếp theo, nghiệp vụ quảng cáo sẽ nhanh chóng chạy xong, đến lúc đó tổ thị trường phải làm sao đây? Giải tán tại chỗ, hoặc là cắt giảm, nhân sự. Điều này không thực tế, huống chi trong đoàn đội còn có nhiều sinh viên nghèo như vậy. Cho nên, các hộ kinh doanh nhỏ nhất định phải bắt đầu tiếp xúc ngay bây giờ, tạo tiền đề tốt cho Manti Group. Về sau, nghiệp vụ của tổ thị trường phải chia làm hai mảng, một mảng là tiếp đãi người đặt quảng cáo, một mảng là thu thập thông tin hộ kinh doanh. Tôi biết, bên người đặt quảng cáo sẽ kiếm tiền nhiều hơn, nhưng chúng ta không thể lúc nào cũng chọn ăn khẩu phần lớn. Cho nên, tôi muốn tăng thêm một ngưỡng cửa cho các bạn. Mỗi người mỗi ngày phải ra ngoài tiếp xúc 5 hộ kinh doanh, bất kể lớn nhỏ, đây là chỉ số cứng. Nghe Giang Cần nói, mọi người trong đoàn đều gật đầu, đợi sau khi tan họp, Ngụy Lan Lan không nhịn được hỏi một tiếng. Ông chủ, bên Đàm Thanh cũng bắt đầu tiếp xúc hộ kinh doanh nhỏ, có phải phí quảng cáo diễn đàn sẽ giảm giá hay không? Quảng cáo không giảm giá, chỉ là chuẩn bị cho trang web mua nhóm. Bên cô cũng thoáng chú ý một chút. Cho dù không có đủ tiền quảng cáo cũng báo trước cho người ta, nói kế tiếp chúng ta có kế hoạch quảng bá miễn phí. Thật sự miễn phí. Giang Cần gật đầu, đăng ký miễn phí, chia phần trăm tiêu thụ. Cô có thể hỏi Đàm Thanh, xem nhóm của cô ấy làm như thế nào. Ngụy Lan Lan gật gật đầu, được ông chủ, chờ tôi làm xong chuyện bên này sẽ đi tìm cô ấy. Vừa dứt lời, di động của Giang Cần đột nhiên rung lên, là điện thoại của Tào Quảng Vũ, lão Giang. Tối nay đi ăn một bữa cơm. Cậu đãi à? Đúng, tôi dẫn theo bạn gái.
chúng ta đi tụ tiên lâu gặp mặt, làm quen một chút. Giang Cần nghe xong cũng bất ngờ, lão Tào, cậu yêu đương mà đầu tư lớn thế. Muốn ăn thì ăn ngon chút. Trong thanh âm Tào Quảng Vũ tràn đầy kiêu ngạo. Giang Cần quay đầu nhìn thoáng qua Phùng Nam Thư, thêm một chỗ nữa, tôi đi cùng tiểu phú bà. Được, chỉ có một mình bạn tôi là nữ cũng không tốt, cậu dẫn theo cả cô ấy đi. Bữa tiệc của lão Tào khẳng định tràn ngập khí tức trang bức, nhất là y có bạn gái, chắc chắn càng không kiêng nể gì. Giang Cần cũng không muốn bị y phun, cho nên nhất định phải mang theo tiểu phú bà đi chấn tràng. Chương 242, ngọt hơn cả trà sữa. Tự tạo hệ thống giao hàng quá phiền phức. Cứ làm hình thức trả tiền khi nhận hàng trước đã, làm vậy sẽ tiết kiệm được nhiều kinh phí. Việc quảng bá diễn đàn chỉ tiến hành được trong Lâm Xuyên thôi, nếu ra ngoài sẽ tốn nhiều tiền hơn, phải có bước tiến đột phá trước đã. Làm trong phạm vi nhỏ thì dễ, nhưng quy mô lớn dần thì các loại vấn đề sẽ bắt đầu xuất hiện. Sau giờ trưa, nắng dần lên, việc trong tiệm không còn nhiều, quản lý của Hỷ Điềm là Phòng Tiểu Tuyền nhìn xuyên qua tủ kính pha lê, nhìn ông bà chủ ngồi dưới ô che nắng với biểu cảm khát khao. Ông chủ đang giữ một tờ giấy để viết vẽ gì đó, miệng lẩm bẩm. Bà chủ thì đeo chiếc kính râm chắn hết cả mặt, nhàn nhã nằm trên ghế, chân nhỏ được tất chân bao bọc lắc qua lắc lại. Chốc chốc, bà chủ lại, giơ ly trà sữa trong tay lên, cho ông chủ uống một ngụm. Có đôi khi ông chủ không uống, chê nó quá ngọt, bà chủ lại lẩm bẩm tiếp tục vươn về phía trước, ông chủ chẳng còn cách nào khác, đành phải uống một ngụm. Ui, ngọt hơn cả trà sữa mình làm nữa. Phòng Tiểu Tuyền cảm thấy ngày thường con người của ông chủ luôn mang một loại khí chất nghiêm túc và trưởng thành hơn nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, không hề giống với những sinh viên khác. Bất kể là ánh mắt hay giọng điệu, đều thiếu đi sức sống và khát khao của tuổi trẻ, mà ngược lại, hắn có thêm vài phần sắc bén và thâm sâu của người trưởng thành. Nhưng chỉ cần là nơi có bà chủ, ông chủ sẽ trở lại trạng thái bình thường. Quả nhiên, sinh vật duy nhất trên thế giới đánh bại được ông chủ chỉ có bà chủ mà thôi. Đi thôi, tiểu phú bà, mình mang cậu đi dạo. Một lúc lâu sau, Giang Cần đặt bút lên mặt bàn, gấp giấy lại nhét vào trong túi, quyết định đi đến 502 thị sát một chút. Phùng Nam Thư à một tiếng, đứng dậy định đi giày, kết quả lại cảm thấy bàn chân nhỏ của mình được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nắm lấy, tập trung tinh thần lại thì một chiếc giày đã ở trên chân rồi. Mình lấy việc giúp người làm niềm vui ấy mà. Giang Cần lại nhải, biểu cảm như chính nhân quân tử, lại nghiêm túc nắm lấy bàn chân nhỏ còn lại, vuốt nhẹ hai lần mới đi giày vào cho cô. Xong rồi, đi thôi. Phùng Nam Thư hoang mang mà nhìn xuống đôi giày của bản thân, Giang Cần, dây giày của mình chưa được buộc. Mình không giỏi việc này lắm. Giang Cần xòe tay ra. Phòng Tiểu Tuyền đứng sau nhìn mà muốn đấm khung cửa, thầm nghĩ ông chủ chỉ muốn sờ bàn chân đi tất của bà chủ thôi đúng không? Cậu sơ xong rồi thì cũng phải buộc luôn dây giày cho bà chủ đi chứ. Từ chỗ tiệm trà sữa Hỷ Điềm đến tòa nhà tổng hợp 502, tiếng bàn phím lạch cạch không ngừng, bầu không khí làm việc cũng vô cùng nhiệt liệt. Đồng Văn Hào đang họp với mấy người phụ trách các tổ, chuẩn bị cho giai đoạn chuyển hóa quan trọng nhất kế tiếp để tránh việc giảm sút người dùng một cách nhanh chóng sau hoạt động. Mọi người đều có việc riêng để làm, tinh thần phấn chấn hừng hực tràn ngập trong căn phòng này. Nhưng khi Phùng Nam Thư theo Giang Cần đi vào, vẫn có rất nhiều người không nhịn được mà dừng hành động đang làm lại. Đội ngũ của Đại học Khoa học Kỹ thuật có rất nhiều người mới, đều được chiêu mộ từ trường học. Phần lớn những người này không biết đến Phùng Nam Thư, thậm chí còn có một số người đến Giang Cần cũng chẳng biết. Giờ khắc này, các nhân viên mới chỉ có một suy nghĩ. Mẹ nó, cô gái này xinh đẹp thật đấy. Chờ đến khi tiểu phú bà lạnh lùng trừng mắt nhìn sang, loại suy nghĩ ấy lại biến thành, mẹ nó, thật là một cô gái lạnh lùng. Cho đến khi nhân viên cũ trong đội ngũ vô cùng nhiệt tình mà gọi bà chủ, đám người mới nhận ra thì ra cô là bà chủ. Vì thế họ nhanh chóng cụp mắt xuống, ngồi thẳng lưng, tiếp tục tập trung vào bầu không khí làm việc nhiệt liệt. Bà chủ mời mọi người uống trà sữa, lát nữa sẽ có người mang. Đến, Văn Hào nhớ bảo mọi người chia nhau. Giang Cần đi vào, sau đó hô một câu. Vâng ông chủ. Đồng Văn Hào lên tiếng, nói thầm trong lòng ông chủ một ngày đến 8 lần, đừng nói là trà sữa, đến cả cái ống hút cũng chẳng thấy đâu, chỉ có bà chủ biết thương người thôi. Không lâu sau, hai sinh viên làm thêm ở chỗ Phòng Tiểu Tuyền đã mang một đống trà sữa đến. Các nhân viên mới uống trà sữa, nghe ma cũ trong đội ngũ buôn chuyện mới biết được,
thì ra tiệm hỉ điềm nổi tiếng dưới lầu là do bà chủ mở. Quả nhiên là người giỏi thì sẽ hấp dẫn nhau. Hai người, một người xây dựng diễn đàn, một người mở tiệm trà sữa, quả thật là song kiếm hợp bích, thần điêu hiệp lữ. Phùng Nam Thư nhìn đống trà sữa mà hoang mang, hình như mình đâu có mời bọn họ uống trà sữa đâu. Đây gọi là gây được ấn tượng tốt đi, hơn nữa bình thường mình đóng vai một ông chủ đẹp trai nhưng lại khá là lạnh lùng, ít nhiều gì cũng không có cảm giác thân thiết. Về sau cậu chịu trách nhiệm thu hoạch thiện cảm, dù sao thì trong mắt bọn họ, ông bà chủ cũng là người một nhà. Giang Cần giải thích cho cô hiểu, nhưng hắn cảm thấy đại khái là tiểu phú bà cũng nghe không hiểu. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 243, vì cậu là ông chủ. Theo quy mô liên tục mở rộng, số người của đội ngũ sẽ ngày càng nhiều, đặc biệt là họ lại thuộc về những khu vực trường học khác nhau, ảnh hưởng của việc trời cao hoàng đế xa sẽ dần dần nảy sinh. Cho nên hình tượng nhân vật của Giang Cần phải lạnh lùng, không màng tình cảm, phải có đủ lực uy hiếp với nhân tài trong đoàn đội. Nhưng lực uy hiếp quá mạnh, độ trung thành sẽ giảm đi. Cho nên thỉnh thoảng vẫn phải có phúc lợi để vỗ về nhân viên, đây là thủ đoạn thường thấy trong vận hành doanh nghiệp. Vậy để mình bảo Tiểu Tuyền mang thêm ít kem đến đây. Đúng là tiểu phú bà không hiểu, nhưng lúc nghe thấy từ người một nhà thì sáng mắt lên, móc di động ra muốn cho bọn họ biết được độ xa hoa của bà chủ. Không được, tặng một lần là đủ rồi, cậu đừng học bừa. Phùng Nam Thư hoang mang nhìn hắn, mỗi ngày tặng một lần hả? Chỉ lần này thôi, mỗi ngày một lần thì hơi quá rồi, không cần sống nữa hả? Giang Cần nói xong thì đi đến bên cạnh Quách Tử Hàng, tên hàng này đang bày ra biểu cảm nghiêm trọng mà nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Gõ lạch cạch bàn phím trong tay, lão Quách, cảm giác vừa học vừa làm như thế nào? Nghĩa phụ, con thấy con làm được. Quách Tử Hàng hào hứng vô cùng. Phải không? Làm được chuyện gì? Nói nghe xem nào. Tao đang giúp mày quản lý bài viết trên diễn đàn, chửi bậy thì xóa đi, người viết tốt thì tăng điểm, cảm giác như nắm giữ quyền lên tiếng của cả trường học vậy. Giang Cần vỗ vai y, công việc này quá quan trọng, diễn đàn này của tao mà thiếu mày thì sập mất. Quách Tử Hàng sửng sốt, không đến nỗi đó chứ. Quan trọng là phải, có niềm tin. Lão Quách, bây giờ mày đang thiếu sự tự tin, đừng cứ chỉ biết xuất chiêu trên mạng như vậy, mày phải học được cách mang niềm tin đó đến hiện thực. Học tỷ vừa rồi đưa trà sữa cho mày, sao mày không nói cảm ơn? Tao đang do dự không biết nên nói lời cảm ơn hay không thì người ta đã đi rồi. Quách Tử Hàng khá là tiếc nuối. Có một số việc, do dự là sẽ muộn mất. Nào, luyện tập luôn bây giờ đi, nói tiếng cảm ơn với bà chủ đã tặng trà sữa cho mày. Giang Cần lùi một bước về phía sau, để lộ ra bé con đáng yêu cứ luôn dùng ánh mắt để đuổi theo hắn. Quách Tử Hàng có cảm giác hôm nay nghĩa phụ đến chỉ để trêu chọc y mà thôi, nhưng lại không có chứng cứ. Nhưng nhìn thiếu nữ chỉ cách một bước trước mắt, lòng y lại có cảm giác không quá chân thật. Còn nhớ vào thời cao trung, sau mỗi lần nghỉ trưa, rất nhiều nam sinh sẽ bu vào bên cửa sổ nhìn về phía chiếc xe hơi màu đen từ từ dừng ở cửa. Phùng Nam Thư sẽ đi vào trường học dưới ánh mặt trời sáng lạn, lạnh lẽo như ánh trăng sáng, mắt nhìn thẳng đi qua vườn trường. Khi đó thường sẽ có gió thổi tới, làm bay làn váy của cô, mà cảnh tượng trong thời khắc ấy dường như đã in dấu theo năm tháng, dường như cũng sưởi ấm thanh xuân của vô số người. Chờ đến khi Phùng Nam Thư đi qua vườn trường vào khu dạy học, còn có nam sinh to gan giả vờ đi vệ sinh, đón đầu liếc nhìn thêm vài lần, cảm thấy nội tâm vô cùng thỏa mãn. Chỉ là Phùng Nam Thư lúc nào cũng nhìn thẳng, sau khi vào phòng học sẽ yên lặng ngồi ở chỗ của mình. Ngồi đến giờ vào học, tan học rồi lại bước lên chiếc xe hơi màu đen rồi đi mất, thần bí, nhưng cũng cô độc. Cảnh tượng kia là thanh xuân của rất nhiều người, nhưng thanh xuân sáng chói này bây giờ lại ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, ánh mắt luôn dính vào người Giang Cần, hắn đến chỗ nào thì cô bám theo đó. Khoa học viễn tưởng, cảnh tượng này quả thật giống như trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Tự tin, đúng vậy, có lẽ y chỉ kém tự tin hơn nghĩa phụ mà thôi. Cảm ơn bạn học Phùng, không cần khách sáo. Phùng Nam Thư trả lời một câu, khí chất lạnh lùng tỏa ra bỗng làm sự tự tin của Quách Tử Hàng biến mất hơn phân nửa. Không, có lẽ y không chỉ thua nghĩa phụ về mặt tự tin. Giang Cần thấy trạng thái co đầu rút cổ của Quách Tử Hàng cũng thấy khá là bất đắc dĩ.
thầm nghĩ việc rèn sắt phải dựa vào độ cứng rắn của chính bản thân mình, hy vọng một ngày nào đó lão Quách có thể trở nên mạnh mẽ. Sau đó hắn dẫn tiểu phú bà ra khỏi tòa nhà tổng hợp, về lại xe. Hôm nay hắn đến đây dạo một vòng, cũng không có mục đích rõ ràng gì, đơn giản chỉ là dẫn Phùng Nam Thư ra ngoài chơi mà thôi. Tiện thể cũng để thả lỏng tâm trạng, bây giờ xem ra cũng có chút hiệu quả. Lúc cậu nghe mọi người nói cảm ơn thì vui vẻ lắm cơ mà. Sao đến lượt Quách Tử Hàng cảm ơn lại không phản ứng gì cả vậy? Cậu ta đâu có gọi mình là bà chủ. Phùng Nam Thư nói một cách. Đương nhiên, Giang Cần sửng sốt, thì ra thứ cậu muốn nghe không phải là lời cảm ơn mà là chữ bà chủ hả? Đúng vậy. Vì sao? Không biết. Giọng điệu của Phùng Nam Thư dịu dàng, đôi mắt sáng lấp lánh. Chương 244, trời cho của ghét. Chớp mắt một cái là đã đến 8 giờ tối, Tào Quảng Vũ gửi một dòng địa chỉ, kèm thêm một câu tới nhanh đi. Mắt Giang Cần nhìn thấy ba chữ đến nhanh đi, nhưng khi vào đầu, não lại tự động phiên dịch thành một câu khác, tôi muốn trang bức, gấp. 10 phút sau, một chiếc Audi màu đen đỗ trước cửa Tụ Tiên Lâu. Đây là một trong số những nhà hàng nổi tiếng ở Lâm Xuyên, phong cách trang hoàng thuần kiểu Trung Hoa. Trong ngoài đều được trang trí một cách cổ kính, vào trong giống như lạc vào đình viện của một gia đình giàu có, ở giữa là dòng suối ra dáng ra hình. Còn có một cây cảnh trông vô cùng chân thực, đằng sau là một tòa núi giả, không ngừng phun sương ra bên ngoài, làm giống như hội bàn đào của vương mẫu nương nương vậy. Trước khi tới Giang Cần đã tìm hiểu thử, bình quân mỗi người khoảng 300, ở thời buổi này thì thực sự là một khoản chi mạnh tay. Đẩy cửa đi vào, hắn thấy Tào Quảng Vũ đang ngồi ở chính giữa, ghế bên cạnh không ai ngồi, nhưng có một túi sách kiểu nữ. Nhâm Tự Cường và Chu Siêu thì rũ mi cụp mắt, vừa nhìn là biết mới bị chấn động tâm lý mạnh, đầu óc bây giờ đang đần cả ra, chưa kịp định thần lại. Lão Giang đến rồi đấy à? Ngồi đi. Giang Cần ngồi xuống bên cạnh Nhâm Tự Cường, lão Tào, người yêu cậu đâu? Tào Quảng Vũ phơi phới như xuân về, đi gọi món rồi, lát nữa là quay lại, hi hí. Mọi người gặp nhau cả rồi à? Giang Cần nhìn về phía Nhâm Tự Cường. Nhâm Tự Cường gật đầu, cậu tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được, người yêu của lão Tào chính là người tuyên bố trên mạng rằng muốn đánh cậu ta. Mẹ nó, mắng chửi nhau cũng thành tình cảm được, cả cuộc đời này của tôi chưa bao giờ thấy chuyện nào quá đáng như vậy. Chuyện tình của Tào Quảng Vũ quanh co đủ đường. Là một hot vlogger đi lên nhờ tai tiếng, lần nào y đăng gì đó lên là lại có vô số anti-fan rượt theo rất nhiệt tình. Không dám nhận bản thân là người có thể gọi một phát là cả thiên hạ đều hưởng ứng cơ mà cũng là kẻ nói một câu nhận được trăm tiếng mắng chứ đùa. Trong số đó có một cư dân mạng có ID Tam Cá tự xưng danh thủ lĩnh của cộng đồng anti-fan đông đảo. Có những câu hỏi thăm sức khỏe cả nhà y, có cả những câu bàn luận về sinh tử luân hồi. Giang Cần từng giúp lão Tào tra qua số liệu thì phát hiện vị anti-fan này thật sự quá nóng tính, thấy người nào là đấu võ mồm với người đó. Dù Ngưu Ma Vương có tới thì cũng bị võ mồm của người đó oanh tạc, phải chủ động giấu mình trốn trong đất hai vòng mới dám đi tiếp. Chỉ là từ khi Tào Quảng Vũ đăng bài về bà lão ở phố Nam, chuyển mình theo hướng vlogger từ thiện thì đội anti-fan của y đã bị tẩy trắng. Giờ lên mạng hỏi 10 người câu ai là người đẹp trai giàu có nhất Lâm Đại thì hết thảy 5 người đã trả lời là Tào thiếu gia bình thường không có gì lạ. Đợt trước thủ lĩnh anti-fan bỗng hẹn y ra gặp mặt, không đi không phải đàn ông. Lão Tào cầm cục gạch đi đến điểm hẹn nhưng ai ngờ người kia lại là một em gái. Thường xuyên qua lại như vậy thế là hai người về bên nhau rồi. Giang Cần nghe xong thì cảm thán quá lợi hại. Lão Tào, cậu là kiểu tích nhiều công đức đến mức vận đào hoa tới ảo ạt không ai cản kịp đấy. Tào Quảng Vũ nghe vậy thì cười không khép được chân. Lão Giang, nói thế nào thì cậu cũng là bà mối của tôi. Lát nữa tôi phải kính cậu một ly mới được. Không có cậu thì tôi đi đâu tìm mối tình ngọt ngào thế này đây. Thôi khỏi, đã lái xe là không uống rượu, lát tôi kính trà thay rượu với cậu ha. Giang Cần rót cho bản thân một chén nước, phải rồi, lão Tào cậu có xe không? Có muốn trải nghiệm cảm giác lái xe đèo người yêu vèo vèo trong gió không? Nụ cười trên môi lão Tào tắt ngúm. Chu Siêu và Nhâm Tự Cường cười to, vừa nãy bị phun vào mặt giờ cuối cùng cũng có người giúp mình phun lại rồi. Đang nói chuyện hăng say bỗng cánh cửa phòng ăn bị đẩy ra, theo sau đó là một cô gái tóc ngắn mắt to baby face cao khoảng 1m65 tiến vào. Cô gái ấy mặc quần yếm đen, đúng là người Giang Cần nhìn thấy ở bên hồ hôm đó.
Cô gái kia vừa vào đã ngồi xuống ôm cánh tay lão Tào, mở miệng ra là anh ơi anh à. Anh ơi, em gọi món xong rồi. Anh giúp bé lau đũa được không? Anh ơi, anh có thấy túi của em ở đâu không? Anh giúp bé lấy son đi. Tào Quảng Vũ sướng rợn người với mấy tiếng anh ơi này, tim đập bùm bùm tí thì nhảy ra khỏi áo, suýt nữa còn không kịp chỉnh quần áo. Giang Cần thì nổi hết cả da gà, tự hỏi chẳng lẽ trên mạng với ngoài đời thật sự khác nhau nhiều đến vậy ư? Thủ lĩnh anti-fan siêu nóng tính với câu cửa miệng con mẹ nó đây sao? Không thích hợp nha. Lần trước khi ở bên hồ, lão Tào nhát gan như gà con, hoàn toàn bị em gái đáng yêu ghê gớm này áp chế nắm trong lòng bàn tay. Mà phong cách hôm đó của cô em này với hôm nay thật sự là quá khác biệt. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 245, hai đôi nam nữ phun lẫn nhau. Giới thiệu với lão Giang, đây là bạn gái của tôi, Đinh Tuyết, sinh viên năm 3 học viện y học. Đinh Tuyết, đây là bạn cùng phòng của anh, Giang Cần. Đinh Tuyết liếc Giang Cần một cái, ánh mắt thay đổi. Ồ, cậu là ngôi sao khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng trên báo đó hả? Giang Cần bình tĩnh xua tay, không phải, tôi chỉ có vài nét giống người đó thôi. Tào Quảng Vũ nhíu mày, lão Giang à, chúng ta đều là người một nhà cả, có vài chuyện không cần giấu thế đâu. Giang Cần nghe vậy thì nhếch mép đến tận mang tai, tự nhủ lão Tào thật biết cách trang bức đấy, nói cứ như kiểu mình là thuộc hạ của y, người không biết còn tưởng lão Tào mới là ông, chủ đứng sau Jihu. Tào ca nói không sai, tôi chính là Giang Cần. Giang Cần miễn cưỡng nể mặt lão Tào. Tào Quảng Vũ quăng tới một ánh mắt cảm kích, tỏ vẻ đủ tình nghĩa anh em. Sau đó, lão Tào và Đinh Tuyết bắt đầu dính lấy nhau, nắm tay, dựa vào nhau, uống cùng một ly nước, hình ảnh chua không chịu được. Giang Cần nhìn trực tiếp Hồ Ngưu Bức. Lão Giang, có phải cảm thấy da đầu tê dại không? Hắc hắc, tôi cũng vậy. Tôi nói cho cậu biết, tôi với lão Chu tới sớm nửa tiếng, thế là bị phun nửa tiếng, thiếu chút nữa tắc thở. Ba chúng ta đều là cẩu độc thân, không ai chạy thoát được, cậu chuẩn bị tâm lý bị phun một lúc đi. Vẻ mặt Nhâm Tự Cường vui sướng khi thấy người gặp họa, ánh mắt chớp đến thiếu chút nữa kẹp chặt lông mày. Chỉ là một giây sau, cửa phòng bao bỗng nhiên bị đẩy ra, Phùng Nam Thư cất bước đi vào, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Giang Cần. Giang Cần học biểu tình cao lãnh của tiểu phú bà, quay đầu nhìn thoáng qua Nhâm Tự Cường, nụ cười của tên hàng này trong nháy mắt cứng lại, sau đó dần dần biến mất, yên lặng cúi đầu uống nước. Giang Cần, dây giày của cậu bị tuột rồi. Phùng Nam Thư nói một câu giòn tan, tiếp theo biểu tình hơi sửng sốt, sau đó đẩy ghế ra và ngồi xổm xuống. Giang Cần biết cô muốn làm gì, vì thế đưa tay kéo cánh tay tiểu phú bà, làn da kia sờ lên tinh tế như là bạch ngọc. Lão Giang, bình thường dây giày của cậu bị tuột đều là Phùng Nam Thư giúp cậu buộc lại. Nhâm Tự Cường sợ ngây người, thiếu nữ thiên tiên như Phùng Nam Thư, cao quý như ánh trăng, lại nguyện ý buộc dây giày cho Giang Cần, chuyện này cũng quá trừu tượng. Giang Cần không giỏi buộc, nhưng tôi thì giỏi. Không đợi Giang Cần trả lời, giọng Phùng Nam Thư truyền đến, mang theo chút tự tin. Ở bên cạnh, Tào Quảng Vũ nhìn mà nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ mình tốn ít hơn 2.000 tệ bày ra ván cờ này. Như thế nào mình còn chưa đi được mấy nước thì đã bị lão Giang hạ cờ cho nghiêng ngả rồi. Không cần buộc, để vậy cho thoải mái. Giang Cần không cho tiểu phú bà thắt dây, cũng kéo cô từ dưới bàn lên. Ánh đèn màu da cam chút xuống làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm trắng nõn trơn bóng, làm cho người ta liếc mắt một cái là thất thần. Có một cô gái đem tất cả câu nói của hắn ghi tạc trong lòng, quan trọng hơn là mẹ nó còn tin tưởng vô điều kiện, điều này cũng quá không thật. Chờ tiểu phú bà ngồi xuống, ánh mắt Đinh Tuyết có chút đăm chiêu, địch, mẹ nó em gái này cũng quá xinh đẹp đi. Ặc, ý tôi là, học muội trông thật xinh đẹp. Giang Cần lập tức giơ ngón tay cái lên, không sai, con mẹ nó đây mới là trạng thái bình thường của đối tượng lão Tào, vừa rồi là cố ý giả giọng phải không? Sau đó, bữa cơm này đặc biệt sinh động. Đinh Tuyết dùng giọng giả nói, anh à, da cá ngâm ớt ngon lắm. Tào Quảng Vũ lập tức vươn đũa ra, gắp da cá ngâm ớt, động tác nhẹ nhàng đút vào miệng đối phương, đút xong còn nhướng mày với Nhâm Tự Cường và Chu Siêu đối diện. Phùng Nam Thư học rất nhanh, quay đầu nhìn hắn, anh à, thịt hầm mơ ngon lắm.
Giang Cần run rẩy tay, thản nhiên gắp một miếng thịt hầm mơ đút vào miệng cô, nhưng cô ăn không hết, chỉ cắn một miếng nhỏ, còn lại vẫn là Giang Cần giải quyết. Đinh Tuyết không phục, tiếp tục giả giọng nói, ca ca, canh cá cay cũng ngon, gắp cho muội muội một miếng đi. Phùng Nam Thư học theo, ánh mắt long lanh nhìn Giang Cần, ca ca, bò mỡ hầm canh chua cũng ngon, gắp cho muội muội một miếng đi. Nhâm Tử Cường bên cạnh cũng choáng váng, thầm nghĩ mình tới đây rốt cuộc để làm cái gì, con mẹ nó còn không bằng ngủ lại ký túc xá cho rồi. Y buồn bực uống hết ly bia, sau đó quay đầu nhìn Chu Siêu, lại phát hiện biểu tình của đối phương không đau đớn như mình, ngược lại ăn rất ngon miệng. Lão Chu, cậu vẫn ổn chứ? Nhâm Tự Cường cảm thấy kỳ quái, bị phun cả mặt. Nhưng bình sinh tôi chỉ có hai đại sở thích, một là chiếm tiện nghi, hai là yêu đương. Chiếm tiện nghi xếp thứ nhất, CEU cậu có thể mời tôi ăn một bữa tụ tiên lâu, thì cứ phun thỏa thích, phun thẳng vào miệng tôi cũng được. Chu Siêu vẻ mặt bình tĩnh, ngúc ngắc ăn cơm. Chương 246, bị soái cho ngơ ngẩn. Trong nháy mắt, một bữa tiệc lớn xa hoa bị mấy người dọn sạch. Không biết từ lúc nào Tào Quảng Vũ đã lén cởi dây giày, sau đó ho khan một tiếng, đầu tiên là thu hút sự chú ý của cả bàn. Sau đó lại kiêu ngạo đến không chịu nổi mà hô một câu, Đinh Tuyết, dây giày của anh bị tuột. Đinh Tuyết trầm mặc một xíu, bỗng nhiên vươn tay túm lấy cổ áo Tào Quảng Vũ, nói cho anh biết. Hôm nay vì nể mặt huynh đệ của anh, lão nương đã nhịn đủ lắm rồi, anh còn muốn bà đây buộc dây giày cho anh. Chu Siêu đang uống bia, nghe được câu này, bia suýt phun ra khỏi lỗ mũi. Chỉ là rất đáng tiếc, Nhâm Tự Cường vẫn đắm chìm trong bi thống của mình cho nên không nghe thấy. Bằng không trong lòng sẽ có chút cảm giác an ủi, không phải yêu đương nào cũng có vị ngọt, có đôi khi là cay độc. Tôi đi vệ sinh, mọi người ăn từ từ. Giang Cần đứng dậy đi ra ngoài, ánh mắt Phùng Nam Thư lập tức dính lấy, nhưng nghe thấy mấy chữ nhà vệ sinh cô liền bỏ đi ý niệm đi theo. Sau khi đi vệ sinh xong, Giang Cần khom lưng trước bồn rửa mặt, rửa tay, bỗng nhiên thấy trong gương là một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Người này đang mặt không chút thay đổi mà dùng khăn giấy lau khóe miệng, từ đôi mắt phiếm hồng kia mà xem, có thể là vừa mới nôn. Học đệ, thật trùng hợp. Giang Cần hất nước trên tay, Diệp học tỷ cũng ăn cơm ở đây sao? Diệp Tử Khanh gật gật đầu, có xã giao. Học tỷ thật sự là người đàn bà thép nha, giờ này vẫn đang còn làm việc. Là việc làm ăn trong nhà, không có gì đặc biệt, tôi chỉ là người giúp đỡ, kiếm tiền trang trải cuộc sống mà thôi. Giang Cần nghe xong cảm thấy hâm mộ, há mồm ngậm miệng chính là việc làm ăn trong nhà, mẹ nó Phú Nhị Đại thật là ngưu bức. Bất quá đời này hắn không có cơ hội nói năm chữ này, sinh đứa con thì may ra. Hả? Giang Cần nhìn mình trong gương, bỗng nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Con mẹ nó mình đã nói là yêu đương chó cũng không thèm, sao lại nghĩ thẳng đến việc sinh con rồi? Học đệ, cậu làm sao vậy? Không có việc gì, không cẩn thận bị khuôn mặt đẹp trai trong gương hút hồn. Khóe miệng Diệp Tử Khanh giật giật, cảm thấy học đệ này thật không chính chắn, nên cũng không nói tiếp. Nhắc tới cũng kỳ quái, cô và Giang Cần chỉ có duyên gặp mặt một lần, chính là lần ở cửa phòng 208, mặc dù nói mấy câu nhưng cũng không để lại nhiều ấn tượng. Loại quen biết này thật ra không khác nhiều so với việc trên đường đi làm ngẫu nhiên vào cùng một thang máy. Theo tính cách bình thường của cô, vào những lúc như này thường sẽ làm bộ như không quen biết, hỏi thăm qua loa một chút là đi. Nhưng không biết vì sao vừa rồi cô lại chào hỏi, sau khi cẩn thận ngẫm lại, cô cảm thấy có lẽ vì kinh nghiệm tương tự. Giang Cần cũng bắt đầu khởi nghiệp từ năm nhất đại học, phòng học hoạt động cũng là 208 mà trước đây cô từng dùng. Từ trong tấm gương này, Diệp Tử Khanh có thể nhìn thấy dã vọng trong mắt Giang Cần, những dã vọng kia cô cũng từng có, nhưng về sau không biết đã ném đi đâu. Có cơ hội gặp được tuổi trẻ của bản thân, ai lại không có xung động muốn chào hỏi chứ? Giang Cần nhìn Diệp Tử Khanh sững sờ, cô cũng bị anh chàng đẹp trai trong gương mê hoặc sao? Vì rượu nên đầu óc không tỉnh táo lắm. Diệp Tử Khanh cười nhạt, diễn đàn kia tôi đã xem qua, cũng không tệ lắm. Một mớ hỗn độn, đầu ra không có, kiếm tiền cũng rắc rối muốn chết. Tôi nhìn mà nản. Nghe được câu trả lời của Giang Cần, Diệp Tử Khanh sững sờ. Nói thật thì lời khen vừa rồi của cô chỉ là câu khách sáo cửa miệng mà thôi. Nói một cách nghiêm túc thì ba chữ rất không tệ kia càng giống một lời cổ vũ của đàn chị dành cho đàn em.
giống như một người bình thường đã bước vào xã hội sẽ nói với các em rằng mấy đứa phải học cho giỏi. Sau đó ngồi làm việc trong văn phòng có điều hòa như chị đây này, rồi tiếp đó sẽ có nhà ở thành phố, có xe mà đi. Sinh viên đại học bình thường nghe được câu này chưa chắc sẽ thấy đây là ơn huệ gì, nhưng dù sao thì cũng phải nói câu cảm ơn. Nhưng Diệp Tử Khanh không ngờ được rằng Giang Cần căn bản không có thứ gọi là cảm kích hay xúc động vì được người đi trước tán dương, ngược lại còn than nghèo. Bây giờ cậu đang trong giai đoạn phát triển, suy xét về việc làm tiền quá sớm sẽ có thể hạn chế bước tiến của dự án. Vì lợi ích mà nửa đường điều chỉnh chiến lược phát triển, đây không phải là lựa chọn sáng suốt. Giang Cần nở nụ cười, tôi nào có cái chiến lược phát triển gì, chỉ có làm bừa mà thôi. Chính bản thân tôi còn chẳng biết phát triển diễn đàn này đến mức tận cùng thì sẽ trở thành như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 247, Người, nên thực tế. Diệp Tử Khanh, sững sờ, cậu chỉ muốn kiếm vốn ban đầu thôi ư? Có thể phát triển được thì tất nhiên là tôi phải tiếp tục, tôi có ngu đâu, phát triển mới có nhiều tiền chứ. Vậy cậu không thể đặt trọng tâm vào việc kiếm tiền được, mở rộng ra bên ngoài mới là con đường đúng đắn. Nhưng tôi làm gì có tiền, học tỷ, dưới tôi có 4 đội ngũ và 2 tổ thị trường phải nuôi, đâu ai sống được chỉ với lý tưởng cơ chứ. Ý của Giang Cần rất đơn giản, nếu không phải từ đầu tôi đã lo kiếm tiền thì gần 100 vạn trong tay căn bản không đủ để chi trả đến cuối năm. Không phải tất cả mọi người đều là con nhà giàu, loại người có vài đồng tiền lẻ đã dám gây dựng sự nghiệp như hắn thì mỗi bước đi đều nơm nớp lo sợ. Quan trọng là phải tính ra được con đường để phát triển liên tục. Ai cũng có suy tính của riêng mình, vậy chúc cậu may mắn. Cảm ơn học tỷ, chờ đến khi tôi phát triển thành công, mong là có được cơ hội để mời chị ăn một bữa cơm. Diệp Tử Khanh không nói gì, mỉm cười rời khỏi toilet. Cô nghĩ ánh mắt của Giang Cần có hơi thiển cận, giống với hầu hết kẻ đầu cơ, chỉ biết ôm một miếng đất rồi điên cuồng làm tiền mà thôi. Người như vậy, muốn kiếm một khoản trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì, nhưng muốn làm lớn thì đến tư cách vào thị trường hắn cũng chẳng có. Giang Cần lau tay, ném tờ giấy vào thùng rác, nhìn vào gương yên lặng nghĩ về một câu, sao lại không ăn cháo thịt? Mẹ nó, tôi cũng muốn có tiền mua thịt ăn à. Đến khi trở về phòng bao, 5 người trong phòng cũng đang thu dọn đồ đạc để về. Lão Tào và Đinh Tuyết vẫn còn đang dán lấy nhau, tay nắm tay, vai dán vai, làm Phùng Nam Thư nhìn mà ngơ ngẩn, cuối cùng được Giang Cần vỗ vai một cái mới tỉnh ra. Ăn no chưa? Phải đi rồi. Ăn no rồi. Phùng Nam Thư lộc cộc đi theo đằng sau Giang Cần, đi từ trong ra ngoài. Năm 2008, Lâm Xuyên đang phát triển đến giai đoạn trung hậu kỳ, cho nên cả tòa thành phố mang cảm giác bắt mắt nhưng lại chắp vá. Có vài đoạn đường không hề phồn hoa, các hộ kinh doanh ven đường vẫn đang dùng các biển quảng cáo màu đỏ xanh trắng, nhưng đến phố đi bộ thì các loại đèn neon 5 màu đã bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Trung tâm thành phố người qua kẻ lại hối hả, dưới bóng đêm phía xa, cần cầu cao chọc trời đứng lặng, hư ảo và hiện thực được khâu lại với nhau, mang đến một cảm giác khác lạ. Ca ca, lạnh quá. Nghe được cái giọng xến xúa đó, Nhâm Tự Cường và Chu Siêu dùng mình, sau đó lại thấy Tào Quảng Vũ cởi áo khoác ra, khoác lên người Đinh Tuyết. Vậy còn chưa hết, sau khi làm xong chuyện đó, Tào Quảng Vũ quay đầu liếc Giang Cần một cái, ánh mắt có chút khiêu khích. Bây giờ y có hơi phấn khích quá mức, Nhâm Tự Cường và Chu Siêu đã không đủ để thỏa mãn y nóng lòng muốn đè đầu Giang Cần. Ngoài ra thì hôm nay Giang Cần đang mặc một chiếc hoodie màu đen, muốn cởi ra cũng chẳng được, đây là lý do mà lão Tào nhắm đến điểm này. Ha ha, Giang Cần cười gần một tiếng, vươn tay tìm chìa khóa xe, mở cốp sau xe ra, sau đó lấy một chiếc áo khoác ra trong ánh mắt kinh ngạc của lão Tào, sau đó đưa cho tiểu phú bà đang ăn mặc phong phanh. Phùng Nam Thư liếc nhìn Giang Cần, giúp mình mặc vào đi. Không giúp, cậu tự mặc đi. Giang Cần từ chối một cách quả quyết. Phùng Nam Thư mím môi, nói, ca ca, lạnh mà. Giang Cần đầu hàng, không thể làm gì khác hơn là mặc cho cô, thầm nghĩ trong lòng sau này không thể ra ngoài với cặp đôi nhà lão Tào nữa. Bữa cơm này hay thật đấy, kỹ năng mà Phùng Nam Thư học được trong hôm nay nhiều hơn cả 18 năm qua. Còn nữa, không phải con hàng lão Tào này chưa bao giờ yêu đương à? Sao bây giờ lại vô sự tự thông,
chiêu thức gì cũng biết vậy. Nhâm Tự Cường đứng bên cạnh nhìn mà chua xót trong lòng, thầm nghĩ tôi không có xe, cũng không có người yêu, sao cuộc đời tôi khó khăn thế này. Nhìn sang Chu Siêu, tuy mặt y cũng ngập tràn khát khao, nhưng lại vui vẻ ở một cái vì no. Đây là chuyện không thể so sánh giữa người với người. Tuy là lão Chu cũng muốn tìm người yêu, nhưng nguyện vọng này cũng không quá cháy bỏng, thế nên cho dù có người điên cuồng giải cẩu lương trước mặt y vẫn có thể cảm nhận được niềm vui sướng khôn cùng từ bữa cơm trị giá gần 2.000 tệ. Nhưng Nhâm Tự Cường thì khác, y nhìn Tào Quảng Vũ và Đinh Tuyết, nhìn Giang Cần và Phùng Nam Thư, lại nghĩ về tình anh em giữa bản thân và Phan Tú, y khó chịu đến mức ăn không ngon. Kết quả là bây giờ đã tan cuộc, y phát hiện ra bản thân không có người yêu vẫn hoàn không có người yêu, nhưng đến niềm vui khi được ăn no như Chu Siêu y cũng không có. Con người đều như vậy, chỉ biết truy cầu những thứ xa vời, kết quả là đến khi bỏ lỡ thứ trước mắt, mới phát hiện ra bản thân vừa không thể theo đuổi thứ xa xăm kia, vừa vụt mất thứ trước mắt. Chương 248, nắm tay vẫn là bạn bè. Bây giờ mới là 9 giờ, chúng ta đi đâu đây? Sang công viên đối diện dạo một vòng đi, cũng tiêu bớt thức ăn luôn, ăn quá no về nhà không ngủ nổi. Giang Cần chỉ vào công viên mới được hoàn thiện phía đối diện. Tào Quảng Vũ đồng ý, mới vừa yêu đương, ai thèm quay về ký túc xá để ngủ cơ chứ, cũng được, tôi với Đinh Tuyết cũng muốn đi bộ một chút. Đi thôi, xuất phát. Nhâm Tự Cường có hơi do dự, về ký túc ngủ đi thì hơn. Chu Siêu đứng sau vỗ vai y, nếu Phan Tú đi cùng với cậu thì cậu có còn nghĩ vậy nữa không? Lão Chu, cậu đừng có nói gần nói xa để chỉ tôi, chim én của cậu không biết đang bay lượn ở phương trời nào kìa. Chạy mất thì tôi buông bỏ, quay đầu còn tìm được người khác, ai như cậu chỉ biết bám lấy Phan Tú. Sáu người nối đuôi nhau lục tục qua đường, đi hết vào công viên đối diện kia, đi trên con đường khảm đá cuội, ép vào lòng bàn chân khá là thoải mái, hơn nhiều lần so với chuyên gia massage. Tào Quảng Vũ và Đinh Tuyết đi tuốt đằng trước, miệng liên tục nhắc về những kỷ niệm khi hai người mới quen. Em có nhớ không? Lần đầu tiên em bình luận dưới bài đăng của anh, mở đầu đã là mẹ nó, ôi địch dễ thương thật đấy. Đinh Tuyết nói là nhớ, lúc đó em thấy bài đăng trẻ trâu giả tạo như vậy, lòng muốn chửi người lại nổi lên. Nhưng sau đó thấy bài anh đăng giúp bà lão, em lại cảm thấy con người anh cũng không đến nỗi nào. Lão Giang, cậu với Phùng Nam Thư làm quen qua đâu vậy? Giang Cần nghĩ thầm đờ mờ nhà cậu, các người muốn khoe thì cứ khoe, sao cứ phải bắt chúng tôi vào vai người yêu vậy? Phùng Nam Thư đứng cạnh dịu dàng mở miệng, mình đọc sách trong thư viện, cậu ấy đá mình. Mẹ nó, Giang Cần, thủ đoạn làm quen của cậu đúng là cao siêu đấy. Sau một bữa cơm, Đinh Tuyết và bọn họ cũng đã quen nhau, mở miệng ra là nói tục chửi bậy. Giang Cần học tiểu phú bà, bày ra một biểu cảm khó đoán nói, lúc đấy tôi đọc sách đến mụ cả người, không để ý, nhưng sau đó tôi đi mua nước để xin lỗi rồi. Sau đó thì sao? Sau đó thì chúng tôi trở thành bạn bè, sau nữa thì nước chảy đá mòn. Giang Cần nghe xong thì nhướng mày, nước con khỉ, sau đó chúng tôi thành bạn tốt suốt đời. Kỳ lạ thật đấy. Đinh Tuyết ghé sát vào tai của Tào Quảng Vũ hỏi một câu, hai người bọn họ chưa yêu nhau à? Tào Quảng Vũ lắc đầu, chẳng biết Giang Cần bị gì nữa, lúc mới khai giảng thì luôn mồm nói đến chó cũng chẳng thèm yêu đương, giờ thì đỡ rồi. Đủ rồi đấy, đừng dính nhau nữa. Nhâm Tự Cường bị cẩu lương đập đầu đến hôn mê luôn rồi, tản bộ bình thường là được rồi, có biết nghĩ đến cảm giác của người độc thân không vậy? Giang Cần ngăn hai người kia tiếp tục châu đầu ghé tai. Nhâm Tự Cường thấy cảm động, chỉ có Giang ca biết thương em út thôi. Không nói lời nào thì không nói lời nào, nhưng cặp đôi lão Tào có thừa cách để phát cẩu lương. Ví dụ như bọn họ đi được nửa đường thì phát hiện ra sườn đông có một hồ nước nhỏ. Mặt nước lặng như gương phản chiếu ánh trăng sáng rọi trên bầu trời, dùng bốn chữ trăng trong hồ sen để miêu tả là hợp nhất. Đinh Tuyết bỗng thấy hưng phấn, chạy quanh bờ hồ một vòng, nhưng bởi vì xung quanh quá tối cho nên sợ bản thân bước hụt mà ngã, vậy nên sai lão Tào đứng dưới nắm tay cô. Mẹ nó, làm vậy mà coi được à? Tưởng đang quay phim thần tượng đấy hả? Có từng suy nghĩ đến cảm giác của chúng ta không vậy? Chu Siêu và Nhâm Tự Cường ghen ghét vô cùng, nhưng lại nhận được ánh mắt khiêu khích đến cùng cực của Tào Quảng Vũ. Nhưng mà hai người bước chậm dưới ánh trăng bên hồ nước thực sự rất lãng mạn, chẳng trách hai người tức giận đến gào khóc.
đến cả Phùng Nam Thư cũng không nhìn được mà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên yên lặng nhìn về phía Giang Cần. Nhưng Giang Cần đã khinh bỉ cặp đôi lão Tào không coi ai ra gì theo lời than thở của Nhâm Tự Cường, cho nên không hề chú ý đến cô. Tiểu Phú Bà im lặng một lúc, một mình tiến về phía trước, cẩn thận dẫm lên bờ hồ, nhẹ nhàng đi theo sau Đinh Tuyết. Đêm thu gió lạnh, gió thổi mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Tiểu Phú Bà nhìn chằm chằm xuống chân, cẩn thận đi từng bước một, nhưng bỗng dưng Đinh Tuyết trước mặt loạng choạng một cái, làm cho cô hoảng sợ, sau đó cũng đứng không vững. Trong lúc hỗn loạn, Phùng Nam Thư bỗng cảm thấy tay của mình được nắm lấy, sau đó lại được nắm chặt, từng luồng cảm giác nóng cháy truyền đến, làm lòng thấy bình tĩnh. Cô quay đầu, phát hiện ra Giang Cần đã đến bên cạnh bản thân, một tay nắm tay cô, tay kia thì đỡ đằng sau. Ngã xuống là xong luôn đấy, sâu lắm, mau xuống đây đi. Mình còn muốn chơi một lúc nữa. Phùng Nam Thư sáng mắt lên. Giang Cần không nói gì, nhưng cũng không buông tay, nắm bàn tay mịn màng của Tiểu Phú Bà từ từ đi về phía trước. Tào Quảng Vũ quay đầu lại nhìn, biểu cảm châm chọc, bảo là bạn thân cơ mà. Đồ chó. Chúng tôi có đan tay 10 ngón đâu, Phật Tổ đến hỏi thì câu trả lời cũng là bạn thân. Giang Cần cười một tiếng, nhanh chóng dắt Tiểu Phú Bà đi về phía trước, nắm chặt bàn tay mềm mại thơm tho của cô, thiếu nữ được dắt thì mắt đã lấp lánh sự vui vẻ. Nhâm Tự Cường nhìn mà như bị sét đánh, nghĩ thầm Giang ca theo phe địch nhanh quá vậy trời. Mỹ nhân kế, rõ ràng là mỹ nhân kế. Các bạn đang nghe chuyện đều trùng sinh rồi còn yêu đương gì nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 249, quyết tâm là quyết từ tâm. Xe của tôi chỉ có 5 chỗ, đề nghị Đinh Tuyết bỏ lão Tào lại. Tôi đồng ý kiến, bạc ý kiến. Sau khi ra khỏi công viên, một câu nói của Giang Cần đã khiến cho Chu Siêu giơ tay tán thành. Còn Nhâm Tự Cường cũng gật đầu mãnh liệt như chó săn, phảng phất bị cẩu lương tra tấn nhồi bể bụng rồi. Các cậu chính là cáo không ăn được nho liền bảo nho xanh. Tào Quảng Vũ hào hùng vươn tay trái, phất tay gọi một chiếc taxi, kéo Đinh Tuyết chui vào. Thật đúng là huynh đệ như y phục, nữ nhân như tay chân a. Thật không biết xấu hổ, con mẹ nó tôi coi thường nhất là loại người này. Giang Cần nhổ một ngụm, phất tay gọi mấy người lên xe. Men theo màn đêm, chiếc xe tiến về phía trường học. Chờ tới lúc chiếc Audi chạy đến dưới lầu ký túc xá nữ, Tiểu Phú Bà bỗng nhiên nhớ ra phải mang đồ ăn ngon về cho Cao Văn Tuệ, vì thế liền bảo Giang Cần dẫn cô đi siêu thị. Giang Cần không biết là mua cho Cao Văn Tuệ, hắn cũng không muốn Phùng Nam Thư ăn quá nhiều đồ ăn vặt, vì thế liền nghiêm khắc từ chối. Ăn vặt vào ban đêm sẽ béo, ngày mai dẫn cậu đi mua. Anh à, mua đi mà. Xin lỗi, anh đây công chính nghiêm minh. Chu Siêu và Nhâm Tự Cường đang ngồi ở phía sau, liên tục gật đầu, thầm nghĩ Giang ca và tên DOGE lão Tào kia quả nhiên khác biệt, quang minh lỗi lạc, không sợ cường quyền. Nào ngờ bỗng nhiên Giang Cần quay đầu lại, công chính nghiêm minh mà tuyên án hai người bọn họ xuống xe đi bộ về ký túc xá. Hai tên cẩu này có chỗ nào khác nhau? Lão Chu, cậu hãy nhớ kỹ chi tiết ngày hôm nay, chờ tìm được đối tượng hai ta cũng làm y như vậy. Chu Siêu vẻ mặt kinh ngạc nhìn y, giống hệt. Đúng vậy, ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn. Nhâm Tự Cường nghiến răng nghiến lợi nói, cậu có Audi. Sắc mặt Nhâm Tự Cường cứng lại, tôi không có. Chu Siêu ho khan một tiếng, Audi thì thôi, rất không thực tế. Nhưng cậu có thể chi 2000 mời tụ tiên lâu. Cẩu tặc, im miệng đi. Nhâm Tự Cường đưa tay che miệng Chu Siêu, sau đó hai người đánh nhau qua lại cả một đường. Ngươi đá ta một cước, ta xiết cổ ngươi một cái, cuối cùng cả hai sức cùng lực kiệt về tới ký túc xá. Chu Siêu ngược lại còn đỡ, cảm giác bụng rất xuôi cơm, còn Nhâm Tự Cường lại cảm giác mình không ăn được gì, đi chính là bị phun. Cùng lúc đó, Giang Cần vén rèm cửa, dẫn Phùng Nam Thư đi vào siêu thị học viện đèn đuốc sáng trưng. Trải qua cuộc thi hoa khôi trường dẫn lưu lượng khách trong siêu thị học viện ít hơn khoảng một nửa. Bởi vì sinh viên bắt đầu tụ tập về phía quảng trường tiến lên. Cảm giác đầu tiên sau khi Giang Cần tiến vào chính là nơi này không còn đông đúc nữa. Lần trước khi hắn mang theo Tiểu Phú Bà đến, cảnh tượng không giống như này, chỉ mua một cái kẹo bông gòn 7 màu thôi nhưng khi đi ra, suýt chút nữa kẹo đã thành bánh ngọt. Nhưng ngay khi Phùng Nam Thư quét hàng, Giang Cần bỗng nhiên bị hấp dẫn bởi một ly trà sữa trong siêu thị.
Trên chiếc ly đó viết bốn chữ là ngôi sao học tập. Giang Cần cầm lên, giơ lên trước mắt nhìn kỹ một vòng. Thiết kế rất thanh thuần, chỉ có mấy thành phần đơn giản làm trang trí, nhìn rất cao cấp. Nhưng thứ hấp dẫn hắn không phải thiết kế cao cấp, cũng không phải bốn chữ ngôi sao học tập, mà là ly trà sữa này bất kể lớn hay nhỏ hay kiểu dáng đều giống hệt nhau khi Hỷ Điềm làm hoạt động. Điểm khác biệt duy nhất là ly trà sữa của Hỷ Điềm viết tên Hoa Khôi Trường, còn ly trà sữa của Siêu Thị Học Viện lại viết danh hiệu. Ngoại trừ ngôi sao học tập ra còn có sinh viên ba tốt, học tập tiêu biểu. Thú vị nha! Giang Cần đặt ly trà sữa lại, suy nghĩ hồi lâu, sau đó dẫn Phùng Nam Thư đi tính tiền. Sau khi trở lại ký túc xá, Giang Cần phát hiện phòng 302 đặc biệt yên tĩnh, nhưng phương thức yên tĩnh của mỗi người đều khác nhau. Tào Quảng Vũ nằm ở trên giường nói chuyện phiếm với Đinh Tuyết, vui vẻ đến mức cả khuôn mặt đều cười, đến nỗi cả lông mày cũng như đang nhảy múa. Chu Siêu mặc áo ba lỗ dựa vào tường, trong tay cầm một quyển sách lậu thật dày, đang xem rất chăm chú. Nhâm Tự Cường cũng ngồi trên giường, tựa vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân gập lại, tay trái khoác lên đầu gối gập lại, đôi mắt vô cùng thâm thúy. Biểu tình này khá giống cảnh Châu Tinh Trì lĩnh ngộ được Ảm Nhiên Tiêu Hồn Trưởng trong thực thần, trông rất dọa người. Tôi quyết định, tôi sẽ từ bỏ Phan Tú. Sau một lúc lâu, Nhâm Tự Cường bỗng nhiên cao giọng hô một tiếng, hô xong liền tủi thân, muốn rơi lệ. Từ khi trở thành anh trai nuôi của Phan Tú, y luôn cảm thấy mình rất hạnh phúc bởi vì Phan Tú gọi y là anh, có đôi khi còn được tiếp xúc thân thể. Nhưng sau khi chân chính nhìn thấy Giang Cần ở cùng Phùng Nam Thư, Tào Quảng Vũ ở cùng Đinh Tuyết, y mới hiểu được. Tình yêu không phải là chuyện chiếm tiện nghi từ thân phận với xưng hô, mà là trong lòng đối phương nhất định phải có bạn. Chương 250, Sáo Lộ bị phục chế. Lần này tôi sẽ nói thật với Phan Tú, sau này đừng liên lạc nữa. Nhâm Tự Cường nói chắc như đinh đóng cột. Giang Cần không nhịn được ho khan một tiếng. Lão Nhâm, có một câu tôi phải nói cho cậu biết, có nghe hay không là ở cậu. Nhâm Tự Cường tạm thời đặt điện thoại xuống, câu gì? Rời đi thực sự không bao giờ là gióng trống khua chiêng, mà là lặng lẽ không một tiếng động. Giang ca, ý của cậu là, tôi tự quyết định rời đi là được, không cần nói với cô ấy. Giang Cần giơ ngón tay cái lên, cậu có EQ cao như vậy còn sợ không tìm được đối tượng như tôi sao? Khóe miệng Nhâm Tự Cường giật giật, cậu đang nói tiếng người sao, tối nay cậu chỉ thiếu cưỡi lên mặt tôi thôi. Chuyện khác đều không quan trọng, nhưng nếu cậu có thể nhịn 3 ngày không liên lạc với Phan Tú, nói không chừng lão Tào sẽ nhờ bạn gái cậu ta giới thiệu em gái cho cậu. Tào Quảng Vũ đột nhiên ngồi dậy, khoan hãy nói, trong phòng ký túc của Đinh Tuyết quả thật có mấy chị gái độc thân. Nhâm Tự Cường lập tức sáng mắt lên, thật sao? Vậy chúng ta cứ quyết định thế đi. Chỉ cần cậu làm được, không có gì là không thể. Tuyệt, tôi sẽ đi tắm nước lạnh, ăn mừng tân sinh. Giang Cần nhìn Nhâm Tự Cường vui vẻ, hắn mặc kệ tên này có thể nhịn được hay không, chỉ thuận miệng đưa ra đề nghị mà thôi. Bên mình còn cả đống chuyện, chuyện tình cảm của bạn cùng phòng rốt cuộc như thế nào thì cứ để nó tự phát triển đi thôi. Người muốn tỉnh đến giờ sẽ tỉnh, không muốn tỉnh thì có kêu cũng không tỉnh. Hắn nhảy lên giường, cài giờ báo thức và lén đặt dưới gối Chu Siêu, rồi đắp chăn đi ngủ. Kết quả đến ngày hôm sau, thứ đánh thức Chu Siêu không phải là đồng hồ báo thức Giang Cần đặt, mà là một cuộc điện thoại bất ngờ. Giang Cần đang ngủ say, đưa tay vỗ vỗ Chu Siêu, lão Chu, điện thoại của cậu reo kìa, ầm ĩ muốn chết. Địch, đây rõ ràng là điện thoại của cậu. Giang Cần lúc này mới mở mắt, nói một câu ngại quá, đưa tay ấn nút nghe. Ông chủ, cậu mau tới Siêu Thị Học Viện đi, có người đang học chúng ta tổ chức cuộc thi, còn sao chép cách làm của chúng ta. Nửa giờ sau, Giang Cần đi tới đường học viện, lúc này một bộ phận nhân viên 208 cũng đang tụ tập ở ven đường, có Tô Nại, Ngụy Lan Lan, Đàm Thanh, Văn Cẩm Thụy, Lô Tuyết Mai. Một nhóm mười mấy người đang vô cùng nghiêm túc mà nhìn chằm chằm đối diện, không ngừng xì xào bàn tán. Giang Cần vừa đi về phía trước, vừa nhìn theo ánh mắt của bọn họ. Hai cái cây từng được treo biểu ngữ cuộc thi Hoa Khôi Trường vào lúc này lại được buộc dây thép, thay thế bằng một biểu ngữ mới, trên đó viết cuộc thi ngôi sao học tập. Tiếp theo, trước, cửa Siêu Thị Học Viện dựng một tấm PVC thật lớn, ở trên viết bảng xếp hạng ngôi sao học tập, người khởi xướng hoạt động là Diễn đàn Trường Lâm Xuyên, bên chủ thầu hoạt động là Siêu Thị Học Viện. Cuối cùng, hắn còn thấy được sự tài trợ hữu nghị của trường lái xe thông hành,
ghi rằng 20 thí sinh đứng đầu sẽ được giảm nửa giá học lái xe. Ngoài ra, trên đó còn viết đây là giải thưởng tự chủ đầu tiên của Lâm Đại, nghe vô cùng ghê gớm. Mẹ kiếp, cảm giác pha ke mãnh liệt như vậy. Giang Cần không nhịn được nhớ lại ly trà sữa tối hôm qua hắn nhìn thấy ở siêu thị học viện, lúc ấy hắn đã hoài nghi, nhưng lại không ngờ vừa tỉnh ngủ đã thành hiện thực. Ông chủ nhìn xem, đây không phải giống hệt như cuộc thi hoa khôi trường của chúng ta sao? Thuần Túy bắt nạt người. Tô Nại nhìn thấy Giang Cần tới, lập tức cảm thấy có lưng dựa, gào mà oán giận. Ông chủ, bảng xếp hạng này là sư phụ tôi thiết kế, ngoại trừ logo là dùng của chính họ ra, phần còn lại đều là bản sao y nguyên. Lô Tuyết Mai cũng vẻ mặt tức giận, ánh mắt hung dữ như muốn cắn người. Không vội không vội, đi sang bên kia đường xem rõ ràng rồi nói sau. Giang Cần phất tay, dẫn theo chúng nhân mã đi tới cửa siêu thị học viện, nhìn kỹ quy tắc thi đấu viết phía dưới bảng xếp hạng. Không ngoài sở liệu, quy tắc hoạt động của ngôi sao học tập này giống hệt với cuộc thi hoa khôi trường, cũng là bỏ phiếu bầu cử. Hình ảnh của người chiến thắng có thể trở thành bao bì vĩnh viễn của ly trà sữa trong siêu thị học viện. Mặt khác, siêu thị học viện còn học hỉ điểm, đưa ra ly trà sữa số lượng có hạn của ngôi sao học tập, sinh viên ba tốt, học tập tiêu biểu. Thật đúng là gặp quỷ, mẹ nó lấy gương soi cũng không rõ ràng như vậy. Giang Cần đang lẩm bẩm, thì bỗng nhiên trong siêu thị học viện có hai người đi ra. Một người là Ngưu Thượng Thiên, quản lý của trường dạy lái xe thông hành, lần trước tìm Giang Cần tổ chức cuộc thi Nam Vương nhưng bị hắn cự tuyệt, thế mà quay đầu tài trợ cho cuộc thi ngôi sao học tập. Người còn lại là một phụ nữ hơn 30 tuổi, mặc âu phục màu lam, giày cao gót đạp bốp bốp. Hai người vừa nói vừa cười đi ra siêu thị, sau khi nhìn thấy Giang Cần và đội 208 thì cả hai đều sửng sốt. Các bạn vừa nghe xong tập 25 của bộ truyện Đều Trùng Sinh Rồi Còn Yêu Đương Gì Nữa à? Của tác giả Thác Na Nhi Liễu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.